Chào mọi người, đây trò Jet Warriors các bạn. Sẽ chơi trò chơi này các bạn. Để mở khóa nhân vật còn lại trong trò chơi các bạn nha. Còn rất nhiều mà mình không mở được, tức thì là ngày 14/6/2022. Chơi chế độ Challenge đi hả bạn. Mình đang ở đây được tới ngày cả.